sinh ra tại thế gian đều có công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên gia đình. Và chúng con xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, bố mẹ của chú rể Công Sơn và bố mẹ của cô dâu Thanh Xuân cũng hiện diện trên sân khấu lúc này. Xin một lần nữa, toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay. Vâng, và đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Tân tạo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc tuyệt vời của các con, không thể thiếu được, đó chính là sự hiện diện của bố mẹ hai bên gia đình. Và ngay sau đây chúng ta xin được mời các bác sẽ cùng với cô dâu chú rể sẽ tiến lên một bước ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là chú rể Công Sơn, cô dâu